chơi top bộ môn cầu lông thì ngoài việc lựa chọn cho mình được một cây vợt cầu lông chất lượng, một loại cầu tốt, thì chúng ta còn cần chú ý để lựa chọn cho mình được một sợi cước căng vợt phù hợp với mục đích sử dụng và lối đánh của chính mình. Quả thật vậy, sợi cước chính là linh hồn của cây vợt. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại cước cầu lông của các hãng khác nhau. Tuy nhiên, cước cầu lông của Yonex vẫn đang được ưa chuộng nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những loại cước thông dụng của Yonex để giúp các bạn có thể lựa chọn cho mình được một sợi cước phù hợp với chính. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia các loại cước này thành hai nhóm. Nhóm thiên về độ bền và nhóm thiên về tính năng. Trong nhóm thiên về độ bền thì phải kể đến ba loại cước đang được yêu thích nhất hiện nay. Đó chính là BG65, BG65 Titanium và Nanogy95. Đầu tiên là cước BG65. Cước BG65 được đánh giá là một trong số những loại cước có độ bền tốt nhất hiện nay. BG65 có đường kính lớn 0.7mm. Với đường kính lớn như vậy, khiến cho BG65 có thể chịu được lực căng cân cao nhất mà giá thành là vô cùng hợp lý. Tiếp theo là cước BG65 Titanium. So với BG65 thì BG65 T có sự thay đổi duy nhất đó chính là vỏ ngoài được phủ một lớp Titanium. Với lớp Titanium này thì lực đẩy cầu mạnh hơn và khi đánh cầu nảy hơn, tạo âm thanh lớn hơn. Tuy nhiên, độ bền lại giảm xuống so với BG65. Và cuối cùng là Nanogy95. Nanogy95 được cấu tạo bởi công nghệ ống nano carbon, giúp cho người chơi đạt được lực đánh cầu mạnh mẽ kết hợp với độ bền cao. Độ bền của Nanogy95 tương đương với BG65. Loại cước này phù hợp với những bạn ưa lối đánh nhanh và bền bỉ. Tuy nhiên, nhược điểm của loại cước này đó chính là giá thành của nó tương đối cao. Nhóm thứ hai là nhóm cước thiên về tính năng. Trong nhóm thiên về tính năng, chúng tôi có 3 loại. Thứ nhất là loại cước có lực đánh mạnh. Thứ hai là loại cước có độ kiểm soát tốt. Và thứ ba là loại cước tạo ra âm thanh mạnh. Trước tiên là về nhóm cước có lực đẩy mạnh. Nhóm cước này có đặc điểm chung là có lực đẩy cầu mạnh, hỗ trợ lực cho người chơi tốt. Nó phù hợp với hầu hết mọi đối tượng chơi cầu, kể cả người chơi phong trào hay chơi chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sẽ phù hợp nhất khi sử dụng trong thi đấu, bởi nhóm cước này có giá thành tương đối cao mà lại nhanh đứt. Trong nhóm cước có lực đẩy mạnh, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những loại cước được sử dụng phổ biến nhất. Đó là BG66, BG66 Ultimax và Nanogy98. Trước tiên là cước BG66. BG66 là loại cước có đường kính sợi siêu nhỏ, chỉ 0.66mm. Với đường kính sợi nhỏ sẽ mang lại cho người chơi lực đánh mạnh mẽ và tạo âm thanh cao sắc nét khi đánh cầu. Đây cũng là loại cước được sử dụng phổ biến nhất trong dòng cước này. Tuy nhiên, có một hạn chế, đó là loại cước này khá nhanh đứt. Tiếp theo là BG66 Ultimax. BG66 Ultimax có đường kính sợi siêu mảnh chỉ 0.65mm. Với kích thước siêu mảnh này đã tạo cho BG66 Ultimax được đẩy cao, tạo ra những cú đánh nhanh, chính xác với độ kiểm soát cầu cực tốt. Tuy nhiên, một hạn chế của sợi siêu mảnh đó là nó rất nhanh đứt hơn cả BG66. Và cuối cùng là Nanogy98. Nanogy98 là loại cước thiên về độ nảy. Loại cước này sẽ tạo ra những lực đánh mạnh mẽ, phù hợp với những bạn ưa thích những cú đánh cao sâu và phòng thủ. Tiếp theo là loại cước có độ kiểm soát tốt. Nói về độ kiểm soát tốt, hẳn chúng ta đều nghĩ ngay đến loại cước Nanogy99 phải không nào? Nanogy99 được phủ một lớp ni lông đặc biệt, tạo độ bám cầu tối đa, rất thích hợp để thực hiện những pha đánh nhanh, bỏ nhỏ. Đây là loại cước phù hợp với những người chơi vừa lối đánh kiểm soát và điều cầu kỹ thuật. Cuối cùng là loại cước tạo âm thanh mạnh. Với loại cước tạo âm thanh mạnh, mình muốn giới thiệu tới các bạn hai loại phổ biến nhất, đó chính là cước BG85 và BG68 Titanium. Cước BG85 là loại cước có đường kính sợi 0.67mm, có độ đàn hồi cao, tạo ra những cú đánh mạnh mẽ và cảm giác cầu sắc bén. Thứ hai là cước BG68 Titanium. BG68 Titanium được phủ một lớp light titan phức hợp với đường kính sợi là 0.68mm. Không chỉ mang đến âm thanh cao, rõ nét mà còn mang đến cho người chơi cảm giác cầu sắc bén, dễ chịu. Đây là loại cước phù hợp với những bạn ưa lối đánh thiên về kiểm soát cầu. Nếu các bạn cần thêm thông tin chi tiết về các loại cước này, các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 098 799 0799 hoặc
0996 844 6789. Các bạn có thể inbox trực tiếp cho chúng tôi tại fanpage Cửa hàng Thể thao Thế Mừng Đông Anh, hoặc đến trực tiếp Cửa hàng Thể thao Thế Mừng Đông Anh tại địa chỉ 259 Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội để được tư vấn kỹ hơn về các sản phẩm. Ngoài ra, các bạn cũng có thể đặt hàng qua website themungsport.com. Hy vọng rằng video này của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được một loại cước phù hợp với chính mình. Và nếu các bạn cảm thấy video này có ích, đừng quên like và chia sẻ nó nhé. Hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thêm nhiều thông tin bổ ích khác. Cảm ơn các bạn.